hôm nay trong chuyên mục đối thoại mỗi ngày sẽ bàn về vấn đề trẻ em và sự lạm dụng thiết bị công nghệ. Xin giới thiệu Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Tâm lý học Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Lê Hoàng. Xin chào tiến sĩ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình. Trong thời đại của sự bùng nổ công nghệ, nhiều ứng dụng mới ra đời đã mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống. Những thiết bị công nghệ nhỏ gọn, tiện ích không chỉ là vật bất ly thân của người lớn, mà còn trở thành những món đồ chơi có sức hút kỳ diệu đối với trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào. Không thể phủ nhận việc cho trẻ tiếp xúc với những thiết bị công nghệ sẽ phát triển trí thông minh, tạo cho chúng phản ứng nhanh nhạy, trí tưởng tượng phong phú. Tuy nhiên, đã và đang xuất hiện tình trạng đáng báo động của việc để trẻ lạm dụng đồ chơi công nghệ, dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc. Cuộc sống ngày càng hiện đại, các tiện ích khoa học công nghệ đang làm cho việc nuôi con trở nên dễ dàng hơn. Thấy con chơi ngoan, ít khóc, đỡ mè nheo, bố mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi và làm những công việc khác, nên nhiều bậc phụ huynh càng tăng cường cho con tiếp xúc, chơi những đồ chơi công nghệ mà không nghĩ rằng sự lạm dụng này đang khiến con họ phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng cả sự phát triển thể chất và trí tuệ. Vấn đề trẻ em lạm dụng công nghệ, theo tiến sĩ thì thực chất của vấn đề đó là như thế nào? Và ở nước ta nó sẽ có những nguy cơ gì và sự phát triển của nó sẽ ra sao? Cái việc mà trẻ em sử dụng các cái thiết bị công nghệ thì không phải là vấn đề nó bình thường nữa, mà theo tôi thì nó đã trở thành một vấn đề cũng rất là gây cấn. Gây cấn thứ nhất là đối với nhận thức của các bậc cha mẹ ra làm sao. Đặc biệt là về mặt xã hội thì người ta quan tâm đến cái việc mà có thể cho phép trẻ em nó sử dụng các thiết bị như thế nào, rồi làm sao để cho các cái bé đó nó có thể sẽ có vừa sử dụng tốt các cái thiết bị công nghệ mà vẫn bảo đảm được cái tính an toàn trong một cái bối cảnh nhất định như hiện nay. Thì tôi cho rằng là điều đó nó làm cho chúng ta có một cái nhìn rằng là vấn đề hiện nay là người ta có quan tâm và quan tâm ngày càng nhiều hơn đối với cái việc trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ ra làm sao. Những điều ông nói rất đúng nhưng mà nó hơi rộng quá. Bây giờ Hoàng chỉ muốn hỏi một chi tiết thế này. Rõ ràng là có nhiều người họ nói rằng cái vấn đề mà lạm dụng thiết bị công nghệ là trẻ em không có lỗi, mà là do người lớn. Có nhiều cái lý do để người lớn làm cho trẻ em trở nên lạm dụng công nghệ. Lý do thứ nhất là có một số người lớn cho rằng như thế mới là hiện đại. Lý do thứ hai là một số người lớn nghĩ rằng con mình dùng cái thiết bị hiện đại á thì nó sẽ hơn con người khác không được dùng. Nghĩa là nó thật thuộc về một cái gì đó nó gần như là đẳng cấp. Cái lý do thứ ba nữa, dùng thiết bị điện tử công nghệ như là thuốc an thần. Ví dụ như thế này, quấy khóc quá đưa cho cái iPad, ồn ào quá mở cho trên điện tử cho nó xem. Tức là người ta có cảm giác là khi trẻ con dính vào những cái đấy thì đỡ làm phiền người ta. Phần lớn bố mẹ mà thấy đứa bé cầm cái iPad cảm thấy sung sướng, cảm thấy tự hào. Cái chuyện như là tôi đã từng đến rất nhiều nhà và có những người họ khoe là ôi trời, con tôi giỏi lắm, nó còn bé mà trời ơi, nó lướt web rồi nó xem được hết, rồi nó mở được, còn tôi còn không, nhiều khi tôi có cái gì tôi phải hỏi nó. Thực ra là ở nhà tôi cũng vậy, có cái gì mà tôi bí thì ba là con còn giúp cho ba một cái, là bùm cái lại xong liền. Mà vấn đề nó đặt ra nhiều thứ, anh Hoàng đặt ra những câu hỏi rất là hay. Ở cái chỗ là bây giờ nếu như mà các cháu nó sử dụng như vậy đó thì lỗi do ai? Các cháu nó có lỗi không? Chính xác. Bởi vì bố mẹ phải mua cho nó. Và nếu không mua thì nó cũng nặng nặc nó đòi, và cũng có cách nào đó thì nó không xài chỗ này được lại xài chỗ khác. Quan trọng ở đây là không phải là lỗi hay là cái khuyết điểm của ai, nhưng vấn đề là chúng ta nhìn nhận ra làm sao cái việc mà các cháu nó sử dụng thiết bị công nghệ. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà để cho các cháu bị lạm dụng như là chúng ta đang nói đây đó, thì có thể sẽ có những cái hệ lụy rất là nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được. Và có thể mình chia sẻ với nhau một chút về những cái cách mình quan sát khi mà các cháu nó chơi sử dụng các thiết bị ra làm sao. Có những cái điều mà mình thấy là nó sử dụng các thiết bị công nghệ có lợi và cũng có những cái mặt tiêu cực mà chúng ta thấy rằng là trong khi sử dụng thiết bị nghệ nó sẽ xảy ra. Bây giờ có thể mời ông xem ý kiến khán giả về vấn đề này. Nếu mà bỏ cho trẻ em chơi một mình là không đúng, thì cha mẹ phải theo sát để theo dõi các em, mặc dù là cái đó nó có lợi cho cái việc học tập. Công nghệ nó có những cái tích cực, cái hay của nó, 4-5 tuổi trở lên thì mới có thể cho anh chơi smartphone. Cái mà cấm các con chơi thì không thể được, nhưng mà mình phải có quy định, có giờ giấc, có nề nếp của từng gia đình phù hợp với xã hội. Bây giờ ông với tư cách là một nhà chuyên môn, hãy nói với các bậc cha mẹ, bởi vì trong chương trình của chúng ta có nhiều cái cấp để chúng ta nói, các nhà quản lý, các nhà khoa học, đúng không?
Thì bây giờ chúng ta hãy tìm một cái đối tượng gần gũi thôi. Hãy nói với các bậc cha mẹ như thế nào để họ có những khái niệm cơ bản nhất trong cái vấn đề mà để con cái sử dụng công nghệ. Các bậc cha mẹ đương nhiên như anh Hoàng nói là một cái đối tượng mà mình cần phải chia sẻ trước, rất là thân tình và cũng rất là thiện chí. Tôi nghĩ rằng thế này này, mình cũng phải biết rằng là cái việc mà cho các con sử dụng cái thiết bị công nghệ nó mang lại cái ích lợi gì và nó cũng có thể sẽ đối diện với những khó khăn ra làm sao. Và người ta biết rõ như vậy thì mới có thể điều chỉnh cho cái việc mà cho con mình sử dụng ra làm sao. Trước hết là sử dụng các thiết bị công nghệ thì nó mới có lợi chứ. Khi mà cháu nó tiếp cận với các thiết bị công nghệ, ví dụ như là có iPad hoặc là một cái máy tính hoặc là những cái vật dụng khác nó đó, sẽ hút vào đấy. Thì không, chưa đâu. Trước hết là nó có nhiều thông tin. Bởi vì trong vòng một phút nó bấm một phát, tức là nó ra bao nhiêu thứ. Đó là một cái ưu thế của Internet. Và các thiết bị công nghệ nó hướng tới các cháu là nó sẽ gần hơn với thế giới. Và cái lượng tri thức mà nó có thể tiếp cận là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cái thứ hai là nó giúp cho các cháu cũng có một cái tư thế. Khi mà biết sử dụng công nghệ thì tôi cho rằng các cháu tự tin hơn. Có những đứa, xin lỗi, người lớn mình cũng vậy, không biết xài cái máy tính ra làm sao, gõ gõ cộc cộc tên này mà không biết thì mình làm click chuột như thế nào thì mình buồn lắm, mà mình thiếu tự tin lắm. Và cái thứ ba tôi cho rằng là khi mà cái cháu nó tiếp cận với công nghệ như vậy đó thì đầu óc cái cháu nó linh lợi hơn. Bởi vì thực ra nó phải biết cách để nó có thể khai thác, nó truy tìm, rồi nó phải biết cách đi xem, tức là đi học hỏi những người khác về sử dụng, xài đó bằng các kỹ thuật ra làm sao. Thì đó cũng là những cái điều rất là tích cực của cái việc sử dụng cái thiết bị công nghệ. Nhưng tôi cho rằng là nếu như mà người lớn chúng ta đó có một cái cách thức và giúp cho các cháu biết cách sử dụng các thiết bị công nghệ một cách lành mạnh và nó phù hợp với cái bối cảnh, nó phù hợp với cái điều kiện của gia đình và đặc biệt là phù hợp với cái tâm lý lứa tuổi của các cháu thì có thể sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cũng muốn nói để các bậc phụ huynh lưu ý, và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ, nó có những tác hại, thậm chí vô cùng tác hại nếu như chúng ta không biết cách giúp cho các cháu sử dụng các thiết bị công nghệ ra làm sao, mà mình gọi đó là sử dụng có bị lạm dụng. Nó có một cái máy, nó có một thiết bị hút vào, mà nó mê lắm, nó làm cho ta cảm thấy là như là mình lạc vào cái mê hồn trận, cái gì mình cũng có thể chạm tới được. Mà trẻ con thì nó rất là thích những cái gì mới lạ, cho nên khi mà nó đụng vào rồi thì nó bị cuốn hút vào đó, nó mê. Và khi nó mê rồi thì mình thì có khi mình cũng không kiểm soát được, nhưng mình vẫn còn có cái công việc, mình vẫn còn có những thứ khác để mình có thể mình kiềm chế. Các cháu thiếu khả năng kiềm chế, cho nên khi đã mê rồi thì đi lạc luôn trong một cánh rừng hoang vu, và đi lạc luôn thì hết tìm ra được, hết tìm đường ra. Và đó là một cái tác hại rất ghê gớm nếu như mà chúng ta không có cách để giúp cho các cháu tự kiềm chế và tự biết cách sử dụng thế nào cho nó hợp lý. Cái thứ hai là vì nó như thế cho nên dẫn tới những cái hệ lụy khác. Nó mê rồi thì cái đầu nó sẽ có thể lú lẫn, nó lẫn lộn giữa ảo và thực. Ví dụ như sử dụng một cái máy, một cái thiết bị nó lâu quá có thể dẫn tới cái hệ quả là có khi nó cháy máy, có khi nó có những cái hiện tượng là nó làm cho các cháu nó bị tổn thương về mặt cơ thể. Và đặc biệt đây là mối nguy nữa, khi mà các cháu nó có một cái thế giới như vậy, nó làm cho cái quan hệ thân thiết, cái tình yêu thiêng liêng giữa cha mẹ và con nó không còn được như ngày xưa. Và đó là một cái hệ quả rất quan trọng mà mình phải lưu ý. Bởi vì chính từ hệ quả này mà cái sự tác động giáo dục chủ động của các bậc cha mẹ đối với các cháu nó sẽ bớt lần đi, và các cháu sẽ lại rút vào trong một cái vỏ ốc, vỏ của riêng các cháu. Bố mẹ mà không cảm thấy điều đó là điều bất lợi, mà mình cứ tưởng đó là sự thuận lợi cho mình để nó yên rồi mình tự mình làm việc, nhưng mà các cháu sẽ phát triển không bình thường như là những điều mà bình thường mình muốn. Cho nên là rõ ràng là nó có những cái hệ quả nếu như chúng ta không biết cách giúp cho các cháu nó sử dụng các thiết bị công nghệ một cách nó phù hợp. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, và sau đây chúng ta sẽ đến mục dự báo thời tiết.